Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, uh, trước khi vào tập uh, 61 của ngày hôm nay thì uh, Khánh Duy xin thông báo một chút. Ngày hôm nay là ngày uh, 16 uh, và tập uh, tập 61 này cũng sẽ là tập cuối cùng của ngày 16. Uh, thì ngày mai ngày 7, 17, 18 và ngày 19 3 ngày thì uh, Khánh Duy uh, báo kênh sẽ bận uh, cũng chẳng dối các bạn này ba ngày này thì uh, nhà mình có việc một chút. Thì uh, chính thức là sau bao ngày uh, bận rộn thì ngày mai thì mình bắt đầu um, chính thức là dọn uh, đồ đạc của một người nữa về nhà uh, <laughs> uh, nói chung là lấy vợ thì 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 mình sẽ nghỉ ba ngày này uh, thời gian vừa rồi thì kênh cũng hơi trình mảng thì uh, tậu châu lấy vợ xây nhà thì về cái cái ba cái việc đấy thì các bạn cũng biết rồi rất là bận thì mình cũng rất là ngại không ra được chuyện thì mong mọi người hết sức thông cảm uh, bắt đầu uh, sau ba ngày này thì mình sẽ ra lại chuyện đều cho các bạn bắt buộc phải cày các bạn ạ lúc đấy bắt buộc phải cày rồi vì thêm người là không không cày là móm <cười> <cười> nên là bắt buộc phải cày là các bạn yên tâm mình sẽ cày đều đều và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 61 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói lúc bây giờ khí thế của Yến Công Thượng Long trở là đất khí chẳng phát ra không giận thậm chí có dị tượng vặn vẹo Chỉ thấy từng lớp phòng ốc bị khí thế của hắn làm cho vặn vẹo âm ầm mà sập xuống Loại uy thế này thậm chí ngay cả Doãn Đạo Nguyên và Mộ Dung Sơn cũng đều biến sắc Trong lòng đánh giá Yến Công Thượng cao hơn mấy phần Yến Công Thượng bước tới khoảng cách với Diệp Phúc càng ngày càng gần Hắn hai tay cầm chiến kích dơ lên cao Mỗi một bước về phía trước Khí thế tăng lên rất nhiều. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, giống như đại dương mênh mông phát ra sóng biển mênh mông vậy, mà Diệp Phúc lại giống như một con thuyền trong phong ba bão táp, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị sóng lớn đánh vỡ thành từng mảnh. Khi yến công thượng còn cách Diệp Phúc hơn trăm bước, rốt cuộc khí thế cũng lên tới cực điểm, một viên mô thai màu đen nhô lên, dung nhập bên trong chính kích. Cái gọi là mô thai chính là lấy đan điền làm mô, nguyên đan làm thai, trong đó có ẩn chứa năng lượng khủng bố vô cùng đại biểu cho việc tu vi và thực lực càng thêm mạnh mẽ hơn nguyên đan kỳ sau khi mô thai này dung nhập và chiến kích khí thế của yến công thượng lập tức bành trướng lần nữa còn khủng bố hơn trước mấy lần hắn quát lên một tiếng dựng kích mà đánh thẳng xuống một vu sĩ mô thai nhất phẩm cũng đủ để kết quang một đám cao thủ nguyên đan kỳ một kích này của hắn là toàn lực mà đánh chiến kích đánh xuống chỉ thấy một chút vệt sáng như tuyết thoáng hiện lên không trung cùng với một tiếng lôi âm long trời lở đất những ca thủ ở đây trong khoảnh khắc ánh mắt không thể mở bị bạch quang đâm vào mà nước mắt giàn rụa mà lôi âm thì chấn làm cho lỗ tai của mọi người ong ong tác hưởng gần như không nghe thấy bất luận thanh âm nào cả đây là do tu vi toàn thân của yến công thượng thực lực phát ra toàn bộ tạo nên một kích kinh thiên thực lực của hắn lúc này so với lúc giao thủ với đông hoàng mục ở cổ lãng hải giao thì mạnh hơn rất nhiều. Bạch Quang giống như Thủy Ngân bộc phát ra uy năng vô cùng. Hắn quả thật giống như lời nói của mình, sư tử vồ thỏ cũng phải đem toàn lực. Cho dù là đối phương nhỏ yếu nhất, hắn cũng phải thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Tuyệt không cho đối phương bất luận một cơ hội gì chờ mình. Giờ một tiếng, vô tận Bạch Quang bao phủ lấy Diệp Húc. Bên trong Bạch Quang xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Những tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dường như đang run lên kịch liệt đợi khi bạch quang và một chút đánh vàng kia tán đi yến công thượng dĩ nhiên không còn đứng ở giữa sân chỉ có diệp phúc một mình đứng tại chỗ giống như chưa từng làm qua cái gì vậy tuy nhiên trên miệng của hắn lại trào ra một tia máu hiển nhiên trong nháy mắt vừa rồi hắn đã giao thủ với yến công thượng bị thương không nhẹ thanh âm của yến công thượng từ xa xa truyền tới diệp sư thúc sau này thực lực của ta tiến lớn thù hôm nay tất sẽ báo với ngươi có người đổi sắc, phát hiện ra giữa sân lưu lại một vũng máu cùng hai đoạn của chiến kích. Yến công thượng bị thương sao? Yến công thượng bị thương rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi lộ ra sắc mặt hoảng sợ. Hoàng Tuyền Ma Tông đệ tử thứ 19 của tông chủ, Tinh tu Kiều U, Lục Đạo Bảo Điển, hơn nữa, năng lực nổi danh, Yến công thượng, Yến công tử không ngờ đối mặt lại bị Diệp Húc đánh cho trọng thương. Kim Quang vừa rồi, tớ thật cùng là cái gì vậy, không ngờ có thể đánh cho Yến công thượng trọng thương được bước cho hắn không thể không rút lui ai mà biết được chứ ta vừa rồi chỉ thấy trong bạch quang mông lung chỉ thoáng hiện lên một đạo kim quang thôi ngay lập tức tính nổ lớn chuyển tới gần như làm cho ta học máu căn bản không thấy rõ lắm bên trong xương vương phủ triệu xương đứng ở trên không vương phủ mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi cảnh tượng vừa rồi người khác không thấy rõ nhưng không thoát khỏi ánh mắt của hắn yến công thượng cầm kích đánh xuống diệp phúc trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo kim kiều kim kiều này dài chừng sáu bảy mươi m bị diệp phúc côm lấy quét ngang yến công thượng chỉ một kích đã làm cho chiến kích của yến công thượng gãy làm hai đánh vào trên người của hắn làm cho yến công thượng bị đánh văng ra xa ước chừng phải tới hơn 10 dặm diệp phúc sau khi đánh yến công thượng tuy rằng cũng bị thương không nhẹ nhưng hắn lập tức thu hồi kim kiều lại bạch quang tán đi không có bao nhiêu người có thể chứng kiến hắn sử dụng bảo vật gì cả. Cái kim kiểu này căn bản không phải là vua sĩ đang đỉnh kỳ có thể chế luyện ra được. cho dù cao thủ tam thần cánh như ta đấy, cũng luyện không được trọng bảo như vậy. triệu xương lòng khiếp sợ vạn phần hắn thầm nghĩ kim kiểu này ngay cả yến công thượng cũng có thể dễ dàng quét bay chỉ sợ sức nặng của nó vô cùng kinh người. Diệp Phong chủ không ngờ có thể tay không nâng nó lên như vậy mà đập người, thật sự là thân lực mà. Hắn thân thể mạnh mẽ, đích xác là có thể ngang với ta. Diệp Húc đứng tại chỗ, lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn về Doãn Đạo Nguyên và Mộ Dung Sơn mỉm cười nói: "Ta vừa rồi đã nói qua, ba tên cặn bã các ngươi đồng loạt ra tay đi, miễn cho ta phải phiền toái. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, cùng lên đi. Ta dọn dẹp các ngươi cùng một thể, Doãn Đạo Nguyên trong lòng kinh dị không ngừng, sắc mặt ngưng trọng. Yến Công Thượng tu vi và thực lực thế nào, không kém hắn là mấy. Hai người nếu như động thủ mà nói, không hơn một ngàn hiệp, tuyệt đối không thể phân ra thắng bại. Nhưng không ngờ chỉ một kích, hắn đã bại dưới tay của Diệp Húc, làm cho Yến Công Thượng học máu mà chạy. Có thể thấy được trong tay Diệp Húc lúc này đang cầm một kiện bảo vật cực kỳ kinh người. Dựa vào một kiện vu bảo mà thôi, dám kêu gào trước mặt ta sao? Không biết trẻ cao đất giống. Mộ Dung Sơn cười lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước, trên đỉnh đầu mô thai thùng thùng nhảy lên, như có sinh mạng. Hắn cầm một kiện kim trụ trong tay, kim trụ này điều lòng khắc phượng, mang theo khí huyết và sắt khí lạnh lạnh, hiển nhiên đã trải qua xa trường tu luyện. Nó chính là một kiện trọng bảo, so với chiến kích của Yến Công Thượng còn muốn kinh người hơn mấy phần. Hắn chính là cao thủ thế hệ trước của Mộ Dung gia, kim trụ trong tay của hắn thắng được thiết huyết chiến kỳ không biết bao nhiêu lần. Kim trụ trong tay của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô, giống như nhất trụ kinh thiên, dường như cả trời cao cũng bị chọc thủng một lỗ. Hắn cửa lạnh lên tiếng. Yến công thượng, tuy là chi miến do Hoàng Tuyển Thánh Tông nuôi dưỡng, có thể hót rất vang, nhưng chỉ là gối theo hoa mà thôi, không thể dùng được. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi kiến thức cường giả tam thai cảnh mô kỳ, có thực lực như thế nào? Người nói quá nhiều. Trong tay Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một đạo kim kiều, lấy kim kiều làm trượng hung hăng mà nện xuống mộ dung sơn vội vàng huy động kim trụ đón nhận cười lạnh mà nói đây là dựa vào của ngươi sao kim kiều này chỉ dài sáu bảy mươi mét mà kim trụ của ta dài hơn kim kiều ngươi quá trăm mét kìa thô hơn mấy chục lần phốc xẹt kim kiều đập gãy kim trụ giống như trời sụp vậy trực tiếp đánh xuống mộ dung sơn sắc mặt kịch biến rên lên một tiếng hắn bị kim kiều đè lên trên người ép cho hắn biến thành hình chữ đại, dán xuống mặt đất, chỉ còn khí lực và thở dốc. Diệp Phúc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lại tràn máu. Chỉ dựa vào một kiện vu báo, người chấn áp không được ta đâu. Mộ Dung Sơn bị đập tới hộc máu không ngừng, giống giận liên tục, mô thai dung nhập bên trong thân thể, hai tay chống mặt đất, lưng cong lại, dường như muốn đứng lên. Vù 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 vù. Chín khẩu đại đỉnh bay lên, dừng ở trên kim kiều, hoàn toàn đè hắn sụp xuống. Mọi người bên trong đồng quan nhìn xem mà nghẹn họng chân chối Thật lâu không có nói gì Yến công thượng thì còn thôi Dù sao hắn chỉ là nhân tài Mới xuất hiện bên trong hoàng tuyển ma tông Mà mộ dung sơn cũng là cường giả tam thay cảnh Nổi danh đã lâu đời Không ngờ được giao thủ với Diệp Húc Thậm chí ngay cả chiêu thức còn chưa thi triển ra được Đã bị ép tới mức nằm trên mặt đất Giống như chó vậy Hắn ngay cả động đệ một chút cũng không được Người dám chấn áp ta Sau khi thoát thân ta sẽ giết chết ngươi Mộ Dung Sơn vừa thẹn vừa giận mà hét lớn. Người bị ta chấn áp còn muốn thoát thân hay sao? Diệp Húc kho ra máu, chậm chậm đi qua, nhấc chân giẫm nát mặt hắn, ấn đầu hắn chui hẳn xuống mặt đất, khiến cho hắn không nói ra lời. Diệp Thiếu Báo, lần này tới lượt ta. Doãn Đạo Nguyên cười ha ha, đi ra phía trước, khí thế dần dần tăng vọt, trong mắt sung mãn thần sắc đắc ý. Không ngờ được, Doãn Đạo Nguyên, ta mới là người chiến thắng cuối cùng kìa. Hiện tại, kim kiệu của ngươi dùng để chấn áp mộ dung sân. thân thể của ngươi lại bị u minh thập đạo của ta khắc chế. Ngươi còn bị thương nữa, hiện giờ ta muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì để đối phó với ta đây? Diệp Phúc phun ra một búng máu, ngẩng đầu, mỉm cười nói. Ta nếu muốn giết ngươi, không cần vận dụng vô báo, một ánh mắt cũng có thể làm chết ngươi được. Doãn Đạo Nguyên ngẩn ngơ, đột nhiên cười ha hả, cười tới nước mắt giàn rụa sao một ánh mắt làm chết ta sao ngươi cho rằng ngươi là sư tôn ư ngươi nhìn ta đi ngươi nhìn ta đi nhiều vu bảo trong đồng quan nghe hắn nói như vậy không khỏi lắc đầu một ánh mắt liếc một cái chết một cường giả tam thạch cảnh quả thực là một chuyện thần thoại cho dù là triệu xương cũng không khỏi lắc đầu mà bật cười thầm nghĩ một ánh mắt có thể làm chết một cường giả tam thai cánh tu vi này cần phải vượt qua đối thủ vô cùng vị diệp phong chủ này nói chuyện buồn cười rồi tuy nhiên nếu như diệp phong chủ bị gió đạo nguyên giết đi vô bảo của hắn tòa kim kiều kia ta đoạt hay không đoạt đây trong lòng của hắn do dự tòa kim kiều này của diệp phúc ngay cả hắn cũng không thể tế luyện luyện chế ra được vô bảo có chất lượng như vậy đây tuyệt đối là một món của cải khiến hắn không thể không động tâm tuy nhiên tòa kim kiều này là vật của diệp phúc diệp phúc lại có ân với ngọc xanh quận chúa hắn không thể cướp đoạt được nhưng nếu như Kim Kiều rơi vào trong tay của Doãn Đạo Nguyên thì mọi chuyện lại khác. Hắn có thể danh chính ngôn thuận cướp đi Kim Kiều. Diệp Phúc chậm rãi nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói: "Thật sự là chấp mê bất ngộ, Doãn sư điệt, khi ta mở to mắt ra, chính là ngày chết của ngươi." Hừm, giả thân giả quý. Doãn Đạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, đi nhanh tới chỗ hắn, mô thai nhảy lên khỏi đỉnh đầu, một kiện vu bảo từ trong mô thai hiện ra, giống như một cái ma bàn màu đen hắn tu luyện tâm pháp chính là một trong những cấm pháp của ma tông chư thiên ma hoàng quyết trong kiểu cấm ma bàn màu đen này đó là vu bảo đỉnh tiêm nhất được ghi lại trong chư thiên ma hoàng chư thiên ma luân hắn e sợ diệp phúc còn có thủ đoạn khác trực tiếp tới khởi chư thiên ma luân bảo vệ quanh thân diệp thiếu báo hôm nay là ngày chết của ngươi ta sẽ cho ngươi chơi mắt nhìn ta nhìn ta tới luyện ngươi thành vu bảo hình ngươi hắn mở miệng quát lớn thi triển u minh thập đạo tám đạo quần sáng u ám bay lên chụp xuống đỉnh đầu của diệp phúc cùng lúc đấy diệp phúc đột nhiên mở hai mắt bên trong mắt trái của hắn một đạo linh quang màu đen bắn ra mắt phải là một đạo linh quang màu trắng hai đạo linh quang này giống như rắn độc bay qua không trung cắt ngang hết thảy đây chính là âm dương nhị khí xẹt hai chân của doãn đạo nguyên lập tức bị đoạn hắn vội vàng tế khởi chư thiên ma luân thế nhưng chỉ thấy hai đạo linh quang một đen một trắng đảo qua cắt chư thiên ma luân thành hình cánh hoa. Hai đạo liên quang này vẫn không dừng lại, cắt ngang qua cổ của hắn. Ta nói rồi, chỉ cần liếc mắt một cái là chết chết được ngươi, tuyệt đối không dùng tới ánh mắt thứ hai đâu. Diệp Húc thản nhiên nói, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ thấy hai đạo liên quang chậm rãi lui vào trong hai mắt của hắn, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Khi mắt hắn hoàn toàn nhắm lại, hai vết máu từ mi mắt chảy xuống, hắn dùng 3 ngày miễn cưỡng tế luyện âm dương nhị khí vào bên trong hai mắt của mình. Nhưng hai đạo linh khí này uy năng thật sự quá lớn, tùy tiện vận dụng vượt qua sự chịu đựng của thân thể hắn, bởi vậy ánh mắt mới có thể đổ máu. Diệp Húc lại mở mắt ra, trước mắt lúc này có chút mơ hồ, qua giây lát sau, hắn mới khôi phục lại rõ ràng trong lòng cả kinh. Sử dụng âm dương nhị khí đúng là làm cho thân thể cánh vác quá lớn mà, không thể vận dụng dễ dàng được. Nếu không hai mắt của ta hỏng mất thôi âm dương nhị khí đã hoàn toàn biến mất ở bên trong ánh mắt của hắn không thể dễ dàng phát hiện ra hai đạo linh quang này tới tốt cùng là dấu ở nơi nào nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện ra được manh mối bên trong hai mắt của hắn có hai đạo đường cong một đen một trắng giống như hắc bạch song dao bị thu nhỏ lại vô số lần uốn lượn du động bên trong con người sau khi hắn mở to mắt đầu của doãn động nguyên mới chậm rãi rơi xuống gục ở trong bụi rậm Ngọc Lâu lập tức phân giải tài liệu từ trong Ngọc Lâu rơi ra chất chồng như núi, thậm chí vùi lấp cả thi thể của hắn. Đám người Doãn Đạo Nguyên tiến vào chiến trường Tần Hán từ rất sớm, mấy lần tiến vào đi ra giết được không ít vô sĩ chính đạo, cướp đoạt không biết bao nhiêu của cải, thậm chí bên trong còn có một điều linh mạch bậc 3 màu đỏ rực như lửa. Nó vừa từ trong Ngọc Lâu thoát thân liền chui vào trong nền đất giống như một con giun màu hồng. Còn có 6 điều linh mạch bậc 2 cũng nhảy vào trong lòng đất. Về phần những linh mạch bậc 1 thì nhiều không đếm xuể, những vũ sĩ từ các môn phái khác tới đồng quan này Ai cũng nhìn tới đỏ cả mắt Tuy nhiên đối mặt với nhiều cuộc cái như vậy Không ai có can đảm dị động diệp phúc một kích đánh trọng thương Yến Công Thượng Nước mắt một cái giết chết Doãn Đạo Nguyên Lại dùng kim kiều trấn áp mộ dung sơn Ba vị cường giả mô thai kỳ này Ở trước mặt của hắn giống như trẻ con vậy Nói trấn áp là trấn áp Nói giết là giết Lúc này không có bao nhiêu người dám tìm hắn nữa Diệp Phúc đem những tài liệu này và linh mạch này tu hồi hết thảy trong lòng có chút vừa lòng có linh mạch bậc ba này có thể làm cho hỗn nguyên chân kinh của ta tăng lên một tầng tu luyện tới ảo đan kỳ cũng không nói chơi chỉ cần tu vi càng cao vận dụng âm dương dị khí thân thể chịu đựng sẽ càng nhỏ đi hắn thu lại chiến kích của yến công thượng để lại sau khi đi rồi mới đi tới bên cạnh mộ dung sơn mộ dung sơn rút đầu ra khỏi mặt đất nhổ ra lạnh lùng nói họ dẹp kia người dám giết ta sao chính là phản kháng triều đình phải đối mặt với lửa giận của đại tần kia hơn nữa ta là đại tướng dưới trướng của đông hoàng tướng quân người giết ta đông hoàng tướng quân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu im miệng diệp phúc lại nhấc chân dẫm lên đầu của hắn ấn đầu hắn vào trong lòng đất cười lạnh mà nói dám dùng đông hoàng mục tới dọa ta sao đông hoàng mục tu vi thực lực mặc dù cao nhưng ta không sợ hắn triều sương khẳng định hắn tính toán hạ độc thủ với mộ dung sơn vội vàng cao giọng nói Diệp lão đệ, hạ thủ lưu tình, Mộ Dung Sơn là tướng quân trong triều, nếu ngươi giết hắn, chỉ sợ triều đình tức giận. Tới lúc đấy vũ sĩ khắp thiên hạ truy nã ngươi, ngươi không còn chỗ dung thân đâu. Đa Tạ Sưng Vương đã quan tâm ta, ta tự có chừng mực. Diệp Húc ngẩng đầu, lướt nhìn hắn, thản nhiên mà nói. Lập tức hắn thu hồi lại chính khẩu đại đỉnh, hai tay ôm lấy kim. Mộ Dung Sơn rốt cuộc cũng có thể thoát thân ra, trong miệng học máu, cười lạnh mà nói: tiểu tử khốn kiếp ta còn rằng từng rằng người dám phản kháng triều đình phản kháng đông hoàng tướng quân không nghĩ tới người cũng chỉ là hạng người gối theo hoa mà thôi dầm kim kiều hạ xuống đập hắn ngã xuống mặt đất diệp húc côm lấy kim kiều hung hăng đập tới một cái hai cái rồi ba cái ta ôm lấy kim kiều không phải là thả ngươi đi mà là muốn đập chết ngươi hắn hạ thủ hơn 10 lần, đánh mộ dung sơn thành thịt nát. Lúc này mới thu kim kiều lại, thầu hền mấy ngụp khí thô. Kim kiều dù sao cũng là vô bảo do cương giả tam thần cảnh luyện chế, vô cùng trầm trọng, thậm chí nó có thể chấn nát trụ quang đại trận. Cho dù là thân thể hắn mạnh như vậy, cũng không thể nói khiêng là khiêng lên đập người được. Cả đời Diệp Mỗ không chịu thua kém gì ai, người lấy triều đình và đồng hoàng mục tới chèn ép ta, không cho rằng ta dám giết ngươi sao? Ta sẽ đập chết ngươi. Triệu Sương thế thế muốn nói lại thôi Thở dài cũng không có ngăn trở hắn Diệp Phúc thu tất cả cất chứa của mộ dung sơn Cả đoạn kim trụ bị đập nát cũng thu lại Lúc này hắn mới ngẩng đầu Chắp tay với Triệu Sương nói Đa tạ Sương Vương đã thành toán Triệu Sương thần thái đỡ đẫn trầm giọng mà nói Diệp thiếu báo Người đánh chết đại tướng triều đình Phạm vào tử tối Tuy rằng ngươi và nữ nhi ngọc xanh của ta có ân Nhưng triệu mỗ công tư rõ ràng Việc này ta chắc chắn sẽ báo lên triều đình Diệp Thiếu Báo, ngươi là khâm phạm của triều đình. Đồng quan ta không chào đón các hạ. Sau này khi gặp lại, ngươi với ta là kẻ thù. Đừng trách triệu mỗ trở mắt, bắt giữ người lại. Hắn tuy rằng hiên ngang lắm liệt, nhưng ý che chở Diệp Húc lại rõ ràng. Mọi người trong lòng đều biết, nếu như triệu sương thật sự công tư rõ ràng, hiện tại đã có thể bắt giữ Diệp Húc. Diệp Húc tuy rằng có thể đánh cho Yến Công Thượng bị thương, chém giết, doãn đạo nguyên, đập chết mộ dung sơn. Nhưng dù sao cũng dựa vào vô bảo so với cường giả tam thần cảnh đúng là còn cách một cái hào rộng khó có thể tưởng tượng diệp phúc chắp tay hướng tới hắn cầm trong tay một cái ô che màu trắng như tuyết xoay người đi ra bên ngoài đồng quan người này trên người của cải là vô cùng đáng tiếc cứ như vậy mà tìm chết ta à. có người lắc đầu thở dài nói ngụy hiên lão bao đầu này đang ở ngoài đồng quan chờ hắn chưa cần hắn đi ra thôi chỉ sợ hắn sẽ chết ngay ê của cái nhiều như vậy mà rơi vào trong tay ngụy hiên khẳng định không có phần của chúng ta rồi đáng tiếc thật sự là đáng tiếc mà nếu là có thể lấy được cuộc cải trên người của hắn thực lực của ta nhất định sẽ trở thành lên mấy lần kìa không hề ít đệ tử tinh anh các môn phái khác yên lặng rời khỏi đồng quan hướng sâu trong đại mạc tây hoang mà đi bọn họ tính toán nếu như diệp phúc có thể chạy thoát một mạng khỏi tay của ngụy hiên liền mai phục mà đánh chết diệp phúc nhìn như không thấy trong lòng biết mình đã trở thành một cái bánh ngon trong mắt của mọi người ai cũng muốn cắn một cái. Tuy nhiên, tu vi của những người này nhiều nhất chính là cái loại cấp bậc như Yến Công Thượng. Lực quý hiếp so với ta lại xa xa, không bằng được ngụy Hiên. ngụy Hiên, cường giả tam thần cánh, luyện ra nguyên thần, ta với hắn chênh lệch quá lớn. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, cầm thiên cơ tán ở trong tay, bước ra khỏi đồng quan. Dưới chân của hắn, cắt vàng rung động sàn sạt, trước mắt là đại mạc mênh mông vô bờ. Cuồng phong gò thét mà tới, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như có thể tháo hết nước ở trên người ra vậy sao ngụy hiên làm sao không có xuất hiện vậy diệp phúc đứng ở trên cắt vàng ánh mắt quét khắp mọi nơi chỉ thấy cuồng phong cuồn cuộn cắt vàng khắp nơi ánh thật dương từ phương đông dâng lên làm cho bóng dáng của hắn kéo dài trên mặt đất tới tận đầu bên kia của sa mạc hắn đi về phía trước cẩn thận chậm rãi mà đi đi ra khỏi bốn năm dặm ngụy hiên vẫn không có lộ mặt kỳ quái chẳng lẽ ngụy hiên không có ở đây sao đến cùng là có chuyện gì khiến cho hắn bất chấp ta mà rời khỏi đồng quan vậy diệp phúc trong lòng tò mò vạn phần bám sát vào sa mạc mà cấp tốc bay về phía trước hắn bay ra chừng 10 dặm đột nhiên người thấy máu tanh ở trong không khí trong lòng khẽ động lặng yên mà tiến lên chỉ thấy mấy trăm dã lang đang gạm cắn hơn 10 cỗ thi thể xem trang phục của những thi thể này có người trong ma đạo có người trong chính đạo đều có tu vi cực kỳ cao thâm những dã lang đang ăn thi thể kia cũng là động vật hoang dại không có tu luyện thành yêu thậm chí có thi thể những giã lang này căn bản không thể cắn xé được nơi này cách đồng quan không tới 20 dặm làm sao lại chết nhiều vũ sĩ như vậy thậm chí ngay cả cao thủ như đồng quan cũng không có phát giác diệp phúc trong lòng kinh ngạc vạn phần nhiều thi thể vũ sĩ cách đồng quan không xa nếu những vũ sĩ này đại chiến những cao thủ trong đồng quan nhất định sẽ phát hiện ra thế mà trong đồng quan tới nay không có bất cứ kẻ nào tới đây truy xét chỉ có thể nói cảnh tượng chiến đấu này không có phát sinh những vũ sĩ này bị giết trong nháy mắt hắn đi vào đàn lang đàn lang bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ mà rút đi diệp phúc cẩn thận xem xét những thi thể này trong lòng không khỏi hoảng sợ chỉ thấy thi thể này bị người ta chặt lứt thân thể sạch sẽ lưu loát không hề dùng tới chiêu thứ hai hắn xem xét tất cả các thi thể một lần trong lòng càng thêm khiếp sợ trong đó không ngờ còn có đệ tử đại phái hoàng tuyển ma tông luyện khí tông vạn kiếp môn cũng bị người chém giết không một người nào còn sống lưu lại. Một chiêu, chỉ một chiêu, người này chỉ dùng một chiêu liền giật sát tất cả. Loại thủ đoạn này vô thanh vô tức, thậm chí không kinh động tới cao thủ trong đồng quan. Diệp Phúc tự hỏi, mình tuyệt đối làm không được. Phía trên cất vàng, ngoại trừ nhiều thi thể, không còn có một chút vu bảo, tài liệu nào cả. Như vậy cao thủ vô đạo kia sau khi giết những người này, thu hết tất cả những gì cất chứa trong ngọc lâu của bọn họ. Người này vô thanh vô tức giết chết nhiều cao thủ như vậy Cướp đoạt đi nhiều bảo vật như vậy So với ta còn độc ác hơn Diệp Phúc lúc này đứng dậy Tiếp tục đi về phía trước Trong lòng âm thầm kinh ngạc Xem ra trong tây hoang đại mạc này Vàng thao lẫn lốn Không biết có bao nhiêu cường giả đã kéo tới đây Có những người cũng không phục tùng đại hán Đại tần điều khiển mà một mình hành động Ta chỉ bằng để ý một chút Miễn cho bị lật thuyền trong mương hắn bay về phía trước trên dưới 100 dặm, Ngụy Hiên thủy chung vẫn không có xuất hiện. Tới tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Ngụy Hiên lão bắt đầu có thủ thất báo này cũng bị hấp dẫn đi qua vậy. Phía trước lại truyền tới mùi máu tanh, Diệp Phúc bay qua đi phát hiện lại có thi thể, cảnh tượng giống hệt như lúc nãy hắn nhìn thấy, không hề có tranh đấu, đều bị người một chiêu mà chém giết, cướp đoạt đi hết thảy bảo vật. Hắn dần dần càng xâm nhập trong hoang mạc càng phát hiện ra nhiều thi thể diệp phúc sắc mặt ngưng trọng mặt nhăn mày nhíu phát sinh đại sự rồi đi mau đi mau hơn 10 danh vũ sĩ từ trên cao bay qua sắc mặt vội vàng hướng tới sâu bên trong đại mạc mà tiến tới không chú ý tới diệp phúc đang ở dưới chân một đám người nghị luận lên tiếng nói đại tần bạch quân hầu lĩnh quân ở tây thái của mạc và đại hán vệ hầu gia đại chiến trong lúc vô ý mở ra một mảnh di tích nghe nói đó là cổ quân lân thánh địa kho báo của Tây Hoàng Cổ quân luân thánh địa đại nguyên bán Khi ở viễn cổ là nơi tiên nhân cư ngụ Sau này được Tây Hoàng đoạt được Tàn thiên tâm pháp của cổ tiên lưu lại Mới tu luyện thành đạo Trở thành vua hoàng Nghe nói mấy năm trước Thiên Sơn thanh điện đồ xuất thế Thậm chí ngay cả Trung Châu Hạ Gia Cũng không kìm nổi mà vận dụng kiểu đình tế đoạt Lần này cổ quân luân xuất thế Nếu chúng ta đi tới đó chậm ngay cả một ngụm canh Một tàn canh thôi cũng không có mà uống kìa thánh địa quân luân xuất thế khẳng định sẽ có không ít vu bảo bảo vật được khai quật thậm chí có vu bảo không kém thiên sơn thanh điện đồ các môn phái khẳng định sẽ phái cao thủ tới ta thậm chí nghe nói ngay cả tần hán hai quốc cũng tạm dừng khai chiến phái ra cao thủ tiến vào bên trong thánh địa tìm kiếm của cải của tây hoàng chúng ta phải chạy nhanh qua thôi diệp phúc nghe vào trong tai trong lòng không khỏi ái náy tây hoàng ư cổ quân luân ư Thiên Sơn Thanh Điện Đồ chính là bảo vật chính tay Tây Hoàng luyện chế. Kiện bảo vật này triển khai rộng lớn ngàn dặm, chính là một kiện trọng bảo hiếm thấy, nó so với Thiên Ma Sách còn muốn cao hơn mấy cấp bậc. Giờ phúc trong Thanh Điện Đồ này thu hoạch không ít bảo vật. Cổ Côn Luân Thánh Đĩa xuất thế, trong đó bảo tàng chỉ sợ không kém vạn cổ ma vực, tuy nhiên, việc này so với đi vạn cổ ma vực còn nguy hiểm hơn. Giờ phúc trần trừ một lát, tay áo phiêu phiêu đi theo sau những vũ sĩ này của quân lân thánh địa tới tận cùng là ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng cho lắm tuy nhiên chỉ cần đi theo những vũ sĩ này vậy là tìm được chỗ di tích kia rồi hơn 10 vũ sĩ này đột nhiên có một người chú ý tới hắn vội vàng hứng tới lão già thủ lĩnh tóc trắng xóa bĩu môi nhỏ giọng nói trưởng giáo có người theo dõi chúng ta kìa lão già kia tu luyện ra nguyên đan hứng diệp húc nhìn thoáng qua trong mắt hiện lên một đạo hàn quang nhỏ giọng mà nói đi theo chúng ta rõ ràng là tính toán kinh doanh của chúng ta mà cổ quân luân thánh địa đã có quá nhiều vũ sĩ rồi thêm một đối thủ cạnh tranh cơ hội của chúng ta chẳng phải mất đi vài phần hay sao trưởng giáo ý của ngài là lão già kia điểm như nói đương nhiên giết hắn còn chưa dứt lời đột nhiên trong sa mạc một đạo hàn quang nổi lên quét ngang mà đi hơn 10 vũ sĩ này tính cả lão già luyện ra nguyên đan kia hết thảy không phản ứng kịp bị đạo hàn quang này cắt thành hai đoạn diệp phúc trong lòng phát lạnh vội vàng dừng lại đạo hàn quang kia xuất hiện quá nhanh thì lực của hắn cũng không thể nhìn rõ không biết tới cùng đó là bảo vật gì thế nhưng lại giết được tất cả những người này đột nhiên trong sa mạc một bóng người như mây khói xuất hiện phóng lên cao tay áo phiêu phiêu cuốn đi hết thảy những cất chứa của đám người vô sĩ kia đây là một nàng thiếu nữ chân trần chạm trên không trung hơi thở ám, mờ ảo không chừng giống như tiên tử phóng khoáng xuất trần dường như không dính chút nhân gian khó lửa nào cả đạo hàn quang bỗng nhiên chui vào trong ống tay áo của nữ nhân này ánh mắt như sương nhìn về phía diệp phúc diệp phúc trong lòng giật mình nhân vật giống như tiên tử siêu phạm thất tục này thật không ngờ lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy nàng mai phục giết người trong sa mạc giết người không chút tính toán thiếu nữ này giết người không cần nguyên do chẳng phân tiện ác bất kể chính đạo hay ma đạo hết thảy đều giết so với Diệp Phúc còn độc ác hơn. Để cho Diệp Phúc kinh tâm động phách chính là nàng xuất quỷ nhập thần liên tục giết không biết bao nhiêu vũ sĩ. Chưa bao giờ lỡ tay cả đều một chiêu mất mạng. Cô nương xin hỏi cổ quân luân thánh địa đi như thế nào? Diệp Phúc cắp chế kiếp sợ trong lòng ngẩng đầu cười nói. Thiếu nữ ngẩn ngơ nâng ngón tay chỉ về phương nam. Cảm tá. Diệp Phúc bước chân đi hướng tây nam phóng như bay thiếu nữ lúc này mới phục hồi lại tinh thần nâng bước muốn đuổi theo ngẫm nghĩ lại một chút lại dừng lại dịu dàng mà nói tiểu thanh người ta bị u mê để cho hắn chạy mất rồi một đạo hàn quang màu xanh từ trong áo của nàng chui ra ấp ba ấp úng không biết đây là bảo vật gì dường như có được linh tính giống như đang giao lưu với nàng vậy đột nhiên diệp phúc vội vàng tức tốc trở về lại hiện ra trước mặt của nàng ôn nhu cười nói à ah, quên hỏi một câu xin hỏi cô nương tính danh là gì Thiếu nữ ngẩn ngơ, không kịp nghĩ ngợi, nói: "Ta họ Phượng, tên Yên Nhu." Còn ta họ Diệp, tên một chữ Húc, tự là Thiếu Báo." Diệp Phúc cười cười, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời nói: "Phượng cô nương tiên hương ở đâu?" "Nhà của ta ở Vân Mống Thiếu nữ áo trắng thành thật nói: "Ồ, vậy là hàng xóm của khoa phụ tộc rồi." Diệp Phúc cười lên tiếng: "Phượng Yên Nhu nhỏ giọng, người khoa phụ thật sự không tốt." cao lớn thô kịch thường xuyên ức hiếp chúng ta nói chuyện cũng rất thô lỗ phượng cô nương lần đầu ra ngoài chơi hay sao diệp phúc cười nói bên ngoài có rất nhiều người xấu nàng không sợ sao ta và nhị tỷ đi ra ngoài nhị tỷ đi cổ cô luân thánh địa rồi nói bên trong rất hung hiểm không cho ta đi phượng yên nhu cắn móng tay nhỏ giọng nói nhị tỷ có nói nhân loại đều là bại hoại gặp được sẽ giết ngàn vạn lần không được nói chuyện với người xa lạ nếu không dễ dàng bị người ta lừa diệp thiếu bảo ngươi là nhân loại hay sao ồ oh, nàng là yêu tộc ư diệp phúc ngẩn ngơ cẩn thận nhớ lại một chút thiếu nữ này sau khi xử lý nhóm người vừa rồi đích xác cũng không có thu chiến lợi phẩm và bảo tháp hay ngọc lâu việc này nói nàng không có bảo tháp hay ngọc lâu đích xác có khả năng là yêu tộc ta là nhân loại hắn cười nói Phượng Yên Nhu nghe thấy như thế, sắc mặt khẽ biến, yên lặng không nói gì, bàn tay mềm lui vào bên trong tay áo. Kỹ thực ta rất tốt. Diệp Phúc cười ha hả nói, không tin, nàng có thể đi hỏi thăm. Ai chẳng biết thanh danh Diệp Thiếu Bảo ta nhiệt tình hay cứu giúp người khác đây. À Phượng Cô Nương, Cô Nương có muốn đi cổ Côn Lân Thánh Địa nhìn coi không? Phượng Yên Nhu nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên tin tưởng hắn là người tốt, gật đầu nói, muốn đi, tất nhiên là muốn đi rồi. Tuy nhiên nhị tỷ không cho ta vào Muốn đi vậy thì đi thôi Có ta Diệp Thiếu Bảo Chuyên cứu giúp người khác ở đây Bảo hộ cho nàng Sẽ không có vấn đề gì đâu Ai dám đối với nàng bất lợi Chính là đối với ta bất lợi Diệp Phúc cười nói Bay về phía trước Phượng Yên Nhu chần chừ một chút Rất cuộc cũng lấy dũng khí đuổi hắn Nhỏ giọng mà nói Khi nhị tỷ hỏi tới Người giúp ta nói với nàng Nhị tỷ rất hung dữ kìa Diệp Phúc gật đầu nói phải với nàng rồi cười cười đi tới hướng tây nam thiếu nữ này môi phấn hồng mặt như thoa phấn làn da trắng nõn dường như vô cùng miệng màng hơn nữa nói chuyện mềm nhẹ đáy lòng đơn thuần như gương sáng người con gái có bộ dạng như vậy nhìn như thế nào cũng không giống một ma đầu giết người không chớp mắt nhưng dù vậy đứng trước mặt của nàng diệp phúc một người lòng lang dạ sói giết không biết bao nhiêu người không biết bao nhiêu vũ sĩ dường như vẫn cảm thấy lương tâm bất an nhân loại giết hại yêu tộc cũng không cảm thấy lưng tâm bất an. Diệp Húc suy tư một chút, liền hồn nhiên không để ở trong lòng, thầm than một tiếng. Nếu như những người này ở dưới xứ vàng mới biết được bản thân mình vì sao mà lại chết, nhất định sẽ cảm giác mình cực kỳ oan uống. Phượng Yên Nhu nhị tỷ cũng vậy, không ngờ sử dụng một thiếu nữ nhỏ tuổi làm như vậy, không sợ làm hỏng trẻ con hay sao? May mắn mà gặp được ta, nếu không một cô gái như Phượng Yên Nhu thật sự có khả năng biến thành nữ ma đầu người người sợ hãi ta hiện tại cuối cùng cũng có ngày làm việc thiện rồi phượng yên nhu tay áo phiêu phiêu chân trần đi lại trên không trung nàng như thể là yêu tinh trong rừng rậm không mang theo một chút hơi thở phàm trần vẻ xinh đẹp của nàng làm cho người ta kinh tâm động phách cho dù là diệp phúc cũng có chút tự ti hai người đi về phía trước mấy ngày rốt cuộc cũng tới được mục đích của mình diệp phúc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bốn phía cắt vàng một tấm gương sáng cao tới vạn trượng đang lẻ loi đứng bên trong đại mạc trong gương từng tòa núi lớn phập phồng không ngừng từng con sông dài đổ xuống linh khí tràn ngập mặt sông giống như trong tiên cảnh vậy hắn cẩn thận đánh giá lúc này mới phát hiện kỳ thực đây không phải là một tấm gương mà là một khối không gian trong suốt bị phong ấn so với lê đao còn mỏng hơn mặt sau chính là đại mạc khôn cùng chắc là có người lấy pháp lực vô biên của mình đem toàn bộ thánh địa của quân luân phong ấn vào bên trong một thời không khác không muốn cho người ta dễ dàng tìm được hiện tại Tần Hán giao chiến, Bạch Quân Hầu và Vệ Hầu Gia, hai cường giả cao thủ giao thủ với nhau. Dư âm của cuộc chiến khiến cho phong ấn buông lỏng, phiến cổ tích này mới từ từ ở trong thời không khác lộ ra bên ngoài. Nơi này chính là cổ quân lân thánh địa. Phượng Yên Nhu nhỏ giọng nói, ta nghe nhị tỷ nói phạm vi của cổ quân lân thánh địa chính là toàn bộ đại mạc Tây Hoang. Tây Hoàng trước khi chết thì triển ra thần thông lớn lao, đem toàn bộ cổ quân Luân đặt ở bên trong một thời không khác lúc này phiến thổ địa này mới biến thành sa mạc cát vàng cằn cỗi không chịu nổi cổ côn luân có thể nói là tiên cảnh ngày xưa cứ như vậy mà biến mất đi diệp húc có chút khoảng sợ địa vực tây hoàng đại mạc có thể nói là rộng lớn vô cùng so sánh với thập vạn đại sơn của hoàng tuyển ma tông cũng không kém tây hoàng trước khi chết lại có thể đem một khu vực lớn như vậy phong ấn bên trong thời không khác thủ đoạn này trên đời khó thấy phong ấn lãnh thổ quốc gia lớn như vậy chỉ sợ cho dù là thánh tông tông chủ ứng tông đạo sư huynh cũng không làm được Vũ hoàng không hổ là vu hoàng mà Vũ hoàng luyện chế kiểu đỉnh chấn áp thần châu tây hoàng phong ấn lãnh thổ quốc gia ngàn dặm loại thủ đoạn này không biết năm nào tháng nào ta mới có thể làm được đây phượng yên nhu còn nghiêm túc nhìn hắn dịu dàng nói diệp sư huynh đợi khi gặp được nhị tỷ ngươi đừng có quên nói lời tốt cho ta đấy nếu không nhị tỷ khẳng định là sẽ dạy ta Diệp Húc luôn mồm cam đoan, Phượng Yên Nhu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người nhất tề đi vào cổ quân luân, chỉ thấy gương sáng lay động, bọn họ hiện ra ngay bên trong thời không phong ấn. Diệp Húc vừa mới tiến vào phiến thế giới này, chỉ thấy không khí dường như tiêm mát hơn bên ngoài rất nhiều. Giữa đám núi, nhiều loại hoa giống như gấm, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ sắc màu. Cách đó không xa có một thác nước chảy xuống như ngân hà. Trong núi rừng xanh biếc, có một đám mây trắng từ từ thổi qua, tao nhã, nhàn tĩnh vô cùng giống như một thiếu nữ xinh đẹp giỏi trang điểm cho mình vậy gió núi phất phơ thời qua trong không khí chuyển tới mùi vị thiên nhiên nhẹ nhàng hương thơm này làm cho người ta phải thần thanh khí sảng tinh thần rung lên cổ quân lân đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm những dược tài ở trong này từ năm đấy chỉ sợ đều đã trên vạn năm thậm chí là mấy vạn năm tuổi rồi cho dù là một gốc linh dược bình thường cũng có được dược lực khó có thể tưởng tượng diệp phúc trong lòng nhảy loạn dược tài ở cổ côn lân thánh địa khẳng định không ít nếu như có thể hái vài cộng tới luyện chế đan dược dược lực mạnh mẽ chỉ sợ còn thắng được cả sinh sinh tạo hóa đan thu ở vạn cổ ma vực không biết bao nhiêu lần đây tuyệt đối là một số của cải kinh người hắn đang muốn bay tới dãy núi phía trước phượng Yên nhu kéo lấy vạt áo của hắn nói không được bay qua đó không chung có nguy hiểm diệp phúc lao nao đang muốn hỏi xem có nguy hiểm gì đột nhiên chỉ thấy phía sau không gian rung động mười mấy tên vũ sĩ theo đó mà vào Diệp Phúc đánh giá những người này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Những người này đều là vô sĩ bên trong đồng quan cả. Ta vừa mới tới, những người này đã theo ta tới đây, hiển nhiên là truy tung ta mà tới, không có ý tốt mà. Những vô sĩ này nhìn thấy Diệp Phúc và Phượng Ân Nhu không khỏi ngẩn ngơ, trước mắt liền sáng ngời. Thế gian của nữ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc cả. Làm sao lại rơi vào trong tay của Diệp Lão Ma như vậy? Ê, nữ nhân này, chỉ sợ còn không biết Diệp Lão Ma giết người như ngoé, ác danh văng dối. Mọi người cùng liếc nhau, tuy rằng biết trên người Diệp Phúc mang theo trọng bảo, nhưng cổ cô luân thánh địa bên trong của cải quá nhiều. So sánh lại thì số của cải của Diệp Phúc không tính là cái gì. Những người này phóng lên cao đều theo bốn phương tám hướng mà bay đi. Dầm 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 dầm. Bọn họ vừa mới khởi bước, không có bay được ra được trăm mét, thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành một đoàn xương máu, những người này bên trong còn có đủ cường giả tam thai cảnh Nhưng không ai có thể thoát được Thân thể bùng nổ tại chỗ Thi cốt cũng không còn Diệp Phúc thấy tình hình này không khỏi mau cốt tùng thiên Trên khung trung của cổ cô Luân Thánh Địa Không ngờ lại có cấm chế Chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ qua hay sao Mười mấy tên vũ sĩ này Có vu bảo Ngọc Lâu Cùng tất cả tài liệu trong Ngọc Lâu Cũng bị cấm chế phá hủy hết thảy Không còn tồn tại chút nào trên không trung của cô lân thánh địa nguy hiểm vô cùng tây hoàng phong ấn phiến thế giới này đồng thời bày ra cấm chế thật mạnh cấm chế vô hình nhưng nếu không cẩn thận xúc động vào nó sẽ gặp phải năng lượng bộc phát vô cùng vô tận gạt bỏ mọi người xâm nhập diệp phúc vẫn là lần đầu tiên đi vào trong một nơi cổ tích nguy hiểm như vậy trước kia hắn tiến vào vô hồn giới mã đạp hồ thiên sơn thanh điện đồ bảo hồn giới vạn cổ ma vực nguy hiểm đều xa xa mới bằng được nơi đây hắn không khỏi đánh giá thiếu nữ bên người vài lần trong lòng rất là kinh ngạc Thị lực của hắn cũng không có thể phát hiện ra cấm chế nơi này Vậy mà Phượng Yên Nhu lại có thể phát hiện ra được Khiến cho hắn đánh giá cô gái này cao hơn vài phần Phượng Yên Nhu có được một đôi tuệ nhãn Dường như có thể nhìn ra được mọi cấm chế Phiến quốc gia này lãnh thổ rộng lớn Lớn đến ngàn dặm Nếu như đi bộ thì không biết phải bao lâu Mới thăm dò được cổ quân lân thánh địa một lần đây Diệp Húc và thiếu nữ sóng vai mà đi Đi bộ từng bước một tới cổ côn lân thánh địa đi được không bao xa hắn liền phát hiện một trong những linh điền có một gốc linh dược đang sinh trưởng linh dược này tên là tam giáng hoàn hồn thảo bình thường 10 năm chỉ có cao ba thước trăm năm chỉ có cao nửa mét mà cây tam giáng hồn hoàn thảo này đã cao bằng một người bình thường nó giống như một cây con khỏe mạnh hương thơm xông vào mũi thấm nhuận phế phủ linh thảo này chỉ sợ đã sinh trưởng được hơn ngàn năm rồi diệp phúc thất thanh nói tuy rằng tam giáng hoàn hồn thảo không phải là linh dược gì hiếm thấy nhưng được hơn một năm tuổi đủ cho linh dược này tích lũy được dược lực lớn tới soạn người dược lực đơn thuần của nó cũng cao hơn sinh sinh tạo hóa đan đến mấy chục lần mà bên trong dược điền còn có không biết bao nhiêu linh dược chiết giả khô mục nát hẳn là những cây linh dược này có tuổi thọ lâu đời hơn tam giang hoàn hồn thảo nhiều lần đáng tiếc chính là linh dược sống lâu cũng có hạn không thể vĩnh viễn sinh trưởng được những linh dược này tùy thọ hao hết Lên dược lực tán loạn chết khô bên trong linh điền trong linh điền hẳn là có cấm chế diệp phúc nhìn bên cạnh linh điền có bốn năm cỗ thi thể giống như là những khối thịt cháy hẳn là những vũ sĩ tính toán hái dược thảo xúc động vào cấm chế nên chết bên cạnh linh điền cấm chế của nơi này hình như là lôi sắt kiếp chấn phượng yên nhu cắn môi từ trong tay áo lấy ra một kiện vu bảo tế khởi lên hướng linh điền bay đi đột như một đạo lôi điện màu lam bổ ra phá hủy cái vu bảo này đạo xét đánh này thình lình xảy ra uy năng có thể nói là rất lớn vu bảo của nàng bị xét đánh trúng hóa thành cho bụi bộ... vu bảo này là do nàng xử lý những vu bảo kia mà lấy được cho nên bị hủy cũng không có chút trong lòng nàng gật gật đầu nói đích thực là lối sát kiếp chấn những người này tính toán thu thập tam giáng hoàn hồn tháo lâm nhập kiếp chấn hết thảy bị lối sát đánh chết lôi sát kiếp trận vô khổng bất nhập không lọt một chỗ nào ta cũng không có nắm chắc phá trận chỉ có thể tu luyện ra nguyên thai mới có nắm chắc thôi sư huynh chúng ta đi đường vòng vậy diệp phúc đánh giá tay áo của nàng trong lòng có chút tò mò tay áo của cô nương này giống như một không gian khổng lồ thu chứa bảo vật nhiều vô số kể mà thủy trung cũng không có thay đổi tuy nhiên hắn lại không nhìn ra được nguyên cớ gì chỉ nhìn tới cánh tay ngọc ngà của nàng nó nhỏ và dài tứ sắc vô cùng Phượng Yên Nhu chú ý tới ánh mắt của hắn, lặng yên rút cánh tay lại trong ống tay áo, sắc mặt ửng đỏ, hạ giọng mà nói: "Đáng tiếc, Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo, chúng ta chỉ có thể bung tha. Thực lực của ta cũng còn không đủ tiến vào lối sắt kiếp trận. Nếu như nhị thể có ở đây thì tốt rồi." Diệp Phúc thu hồi ánh mắt, đi nhanh về phía Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo, hắn cười nói: "Không sao cả, ta bị xét đánh quen rồi, lối sắt kiếp trận còn chưa làm khó được ta đâu." hắn đi vào linh điền lập tức có chất đánh bổ tới nện ở trên người của hắn diệp húc lại đi về phía trước một bước lập tức từng đạo xét đánh hạ xuống dậm dạp đan thành võng bao phủ lấy hắn loại sắt lôi màu lam này mênh mông vô cùng hỗn loạn lôi âm trong đó ngoại trừ lôi điện lực còn có lôi sát thiên về phá hủy thân thể nguyên thần của vũ sĩ nguyên đan kỳ cao thủ bình thường tiến vào trong đấy cũng chỉ có con đường chết cái gọi là lôi sát là từng đạo sắt khí vô chất có hình rất nhỏ chất chứa uy năng khủng bố nó thiên về chu vào thân thể vô sĩ sau đó phát ra lôi âm chấn vỡ thân thể phá hủy nguyên thần những vô sĩ chết ở bên trong linh điền đều không phải toàn bộ chết ở bên trong lôi điện mà trước bị lôi sát phá hủy nguyên thần lục phủ ngũ tạng bị lôi sát chấn vỡ sau đó thân thể bên ngoài mới bị lôi điện đánh cho cháy xém tuy nhiên thân thể diệp húc đã được rèn luyện vô cùng hùng hậu có thể dẹp ngang cường giả nguyên thần cảnh nguyên thần của hắn cũng được thái dương chân hỏa ngày đêm rèn luyện nung khô cứng cỏi vô cùng, củng cố vô cùng. Trong lôi sát không đếm được số lượng lôi sát chui vào trong cơ thể của hắn, giống như những con sâu thật nhỏ ầm vang nổ tung trong cơ thể của hắn. Nhưng tất cả đều không chút lay động tới thân thể của hắn. Còn có không ít lôi sát ngấm vào bên trong lôi tâm, mi tâm tử phủ của hắn, tiến vào tử phủ rồi phát huy ở bên trong tử phủ. Nó giống như lôi âm rầm rầm nổ tung, bùng nổ tới cây đại thụ che trời kia muốn phá hủy đi nguyên thần của hắn cổ thụ bị oánh động không ngừng lay động cảnh lá múa may chịu đựng hết thảy lôi sát nhưng không có một chút tổn thương nào diệp húc trong lòng dùng mình lập tức biết chỗ khó khăn của vũ sĩ khi rèn luyện nguyên thai thiên địa cửu sát chín loại sát kiếp thuộc tính không giống nhau lôi sát kiếp trận có sát khí cũng không tinh thuần nếu như đổi lại là lôi sát khí thuần túy nhất sát khí vô cùng vô tận oanh tạc mà tới chỉ sợ vừa mới tới đã phá hủy được nguyên thần của hắn Khó trách di la thiên nguyên thủy bảo quyển, có pháp môn rèn luyện nguyên thần, nếu không có tu nguyên thần mà nói, căn bản không thể vượt qua cửu sát tỷ lễ được. Phượng Yên Nhu khẩn trương nhìn hắn, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Diệp Phúc từng đạo lôi sát đánh xuống. Diệp Phúc vẫn cứ tiếp tục đi tới linh điền, đợi hắn đi vào trong linh điền, lôi sát kiếp trận lúc này mới đình chỉ. Diệp Phúc lộ ra một bàn tay lớn, tính toán nhỏ tận gốc cây tam dáng hỗn độn thảo này. Linh thảo này dường như cảm giác được nguy cơ. Một phiến lá cây đột nhiên bộc phát ra vô số phù văn, nó ở mầm nổ tung, oanh sát tới hắn, uy lực không ngờ không kém, tương đương với uy lực vô pháp của một vô sĩ hạo nguyệt kỳ. Diệp Phúc chật chật lấy làm kỳ lạ, không thèm để ý tới những phù văn này. Bàn tay lớn của hắn xuất hiện rút lấy tam giáo hoàn hồn thảo, chỉ thấy linh thảo này còn đang dễ dụa, vô số xúc tu múa may hướng bàn tay lớn của hắn đâm tới nó đâm tới bàn tay của Diệp Húc tạo thành những tiếng leng keng nhưng không thể đâm thủng. Linh thảo này thật đúng là thần quái, trực tiếp bắt nó ăn cũng không được, vẫn là để cho Hùng Bi luyện nó thành đan dược. Mà cũng không biết Hùng Bi có thủ đoạn này hay không đấy, dù sao đây cũng là linh dược sống hơn cả năm rồi. Diệp Phúc đem tam sáng hoàn hồn thảo thu hồi lại, trở về đường cũ, chịu đừng xét đánh mà chui ra khỏi trận trở về bên người Phượng Yên Nhu, hắn cười nói. May mắn không nhục mệnh, cuối cùng còn sống mà hái được linh dược này, Linh dược này sau khi luyện chế thành đan dược Ta sẽ phân cho cô một nửa Phượng Nguyên Nhu mắt lộ ra dị sắc Trên dưới đánh giá hắn một lượt Dường như là muốn xem vì sao Hắn có thể bình yên xuyên qua được lôi sát kiếp trận Mà không chút thương tổn nào cả Nàng nghe vậy liền lắc lắc đầu nói Nhị tỷ nói Vô công bất thụ lục Ta không được nhận bất kỳ một thứ gì Của người khác đưa cho Mà nhị tỷ còn nói Không có việc gì mà ra vẻ nịnh bỡ Phi gian tức đáo Không phải gian tặc thì là đạo tặc thanh âm của nàng nhỏ dần nước mắt nhìn Diệp phúc một cái thầm nghĩ tuy nhiên thoạt nhìn hắn không giống như gian nhân hay là cường đạo chẳng lẽ nhị tỷ nói sai rồi sao phượng yên nhu vẫn là lần đầu tiên hoài nghi lời nói của nhị tỷ mình trong lòng của nàng đã không yên lại có chút thương phấn dường như chính mình đang làm việc gì vụng trộm có lỗi với nhị tỷ mình vậy diệp phúc cười nói nhị tỷ của nàng nói những lời đấy có lý tuy nhiên cây tam giáng hoàn hồn thảo này nếu không phải có nàng vạch trần ra lưới sắt kiếp trận ta chưa chắc đã dám xâm nhập vào trong bên trong đấy đường phía sau còn dài ta còn cần phải có tuệ nhãn của nàng mới có thể đi tới những địa phương khác được bởi vậy phân chia một nửa thu thập trên đường là chuyện đương nhiên thôi phượng yên nhi thấy hắn nói có chút đạo lý tuy nhiên vẫn cảm thấy bất an thầm nghĩ nhị tỷ nói nhân loại đều là người xấu xem ra cũng không phải rất chính xác diệp sư huynh chính là một người tốt ta à. Diệp Húc và nàng tiếp tục đi tới phía trước, chỉ thấy hai bên dãy núi phập phồng, linh khí nơi này như xương, nơi nơi tràn ngập mùi hương. Trong núi, linh điền không nhiều lắm, nhưng lãnh thổ ngàn dặm, tính tổng số lượng linh điền thì có vẻ cực kỳ khủng bố. Dọc theo đường đi, không ít linh điền bị người phá đi cấm chế, thu đi linh dược bên trong, cũng có không ít thi thể vũ sĩ nằm bên cạnh linh điền bị cấm chế oanh sát. Hắn thậm chí nhìn thấy một trong những linh điền có một cây chu sâm sinh trưởng. Cây chu sâm này giống như cây củ cải lớn màu hồng, ước chừng cao như một cây đại thụ. Chỉ sợ đã sống trên vạn năm rồi, dược lực tràn ngập. Cây chu sâm này trên đỉnh có ba quả màu hồng sáng lớn bằng nắm tay người lớn, mỗi một quả giống như một thế giới, có thể nhìn ra bên trong, có núi, có sông, có hoa, có cỏ, cây cối rất là kỳ lạ. Cây chu sâm này đã trên vạn năm, dược lực chỉ sợ tập trung hết vào bên trong ba quả này rồi, chính là linh đan của thiên nhiên. Nếu như có thể ăn vào, chỉ sợ có thể khiến cho một người thường trong nháy mắt có được thực lực tam thần cánh. Diệp Phúc nhìn xem mà tâm động không ngừng. Tuy nhiên bên cạnh cây linh dược này đã có mười mấy tên vũ sĩ tập trung ở đây. Tất cả đều có ý đồ phá vỡ cấm chế thu đi cây chu sâm này. Tuy nhiên không ai dám can đảm tiến vào trong đấy. Những vũ sĩ này toàn bộ đều là người trong chính đạo. Hiển nhiên có không ít cao thủ bên trong. Thậm chí trong mấy người còn có người mơ hồ lộ ra khí thế. Khiến cho Diệp Phúc cũng phải cảm thấy có chút kiên kỵ. Cho rằng nếu như giao thủ mà nói Chính mình cũng không nắm chắc phần thắng Bên trong bọn họ Còn có mấy người mặc giáp trụ Sắt khí lộ ra ngoài Hẳn là cường giả trong quân Hán Hàng năm trong quân đã tu luyện ra sắt khí sát phạt Những người này chết chắc rồi Phượng Yên Nhu nói với Diệp Húc Thủ hộ khố linh điền này Là ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận Chỉ cần kích phát trận pháp Thì sẽ gặp phải năm loại diệt tuyệt quang tuyến bắn ra Thậm chí ngay cả cường giả tam thần cánh cũng bị diệt tuyệt thần quang xuyên thủng nguyên thần mà chết kìa những vũ sĩ chính đạo đều quay đầu lại trợn mắt mà nhìn người tới nói chuyện không ngờ lại là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy tất cả đều ngẩn ngơ tán đi sát khí cô gái này khí tức xuất trần xinh đẹp đến không thể lường được trừ vị không nên tức giận tất cả đều là người một nhà người một nhà diệp phúc vội vàng tế khởi một tòa bảo tháp chính là một tòa vũ bảo hình tháp mà hắn luyện được ở trong vận của ma vực nó giống nhau như đúc với năm tầng thương thiên bảo tháp mà vũ sĩ chính đạo được thiên đạo ban tặng ý đồ lừa dối qua cảnh tiểu tử kia người bảo bạn gái người nói chuyện cẩn thận một chút đi rất dễ đắc tội với người có người cả giận mà nói mọi người quay đầu lại tiếp tục cắt cao nhìn thẳng vào cây chu sâm một vũ sĩ bộ dạng tướng quân trầm giọng mà nói ta tới dẫn phát cấm chế mọi người cùng nhau chống cự vọt vào bên trong thu linh dược vạn năm này đi là tướng quân cẩn thận mọi người đều nói không sao ta chém giết trên chiến trường hơn 10 năm cướp lấy vu bảo cấp chấn giáo của vu sĩ ma đạo trên dưới trăm kiện rồi chiếu theo cấm pháp của sư môn luyện chế thành một kiện la thiên bảo ấn ấn này vừa ra đó là cường giả tam thai cánh cũng bị ta một ấn chấn chết kìa ta cũng không tin bằng vào la thiên bảo ấn này còn không thể ngăn cản được cấm chế nơi đây La tướng quân nhanh chóng tiến lên hướng tới chu sâm bên trong linh điền trong ngọc tháp của hắn một quả bảo ấn bay ra càng lúc càng lớn giống như một tàu núi nhỏ lớn lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn bảo ấn ong ong một tiếng chấn vang vô số phù văn thật nhỏ bay ra rậm rạp hình thành hơn 10 đạo quần sáng được tạo thành từ những phù văn thần túy bao lấy hắn bảo ấn này toát ra khí thế cực kỳ hùng mạnh không chút kém với chiến kích của yến công thượng và kim trụ của mộ dung sơn chỉ thấy hắn rốt cuộc bước nhập vào bên trong linh điền một chân bước xuống lập tức có năm đạo ánh sáng lục sắc bắn ra trong nháy mắt nó bộc phát ra hào quang vô cùng vô tận toàn bộ không gian trăm mét xung quanh linh điền biến thành một quang cầu thật lớn đầy màu sắc tràn ngập dày đặc từ khí quang cầu hiện lên nhanh chóng biến mất cũng nhanh ngay sau đó hồn nhiên biến mất vô ảnh vô tận. mà đám người la tướng quân thì biến mất không thấy chỉ lưu lại cái bảo ấn bị phá nát như cái sàng mười mấy chính đạo cao thủ bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang làm cho bốc hơi sạch sẽ không thấy đâu nữa kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 61 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây và mình cũng xin nhắc lại là 17, 18, 19 chúng ta nghỉ, uh, 17 mình có ra được tập nào thì ra, 19 có ra được tập nào thì ra, còn 18 là chắc chắn là nghỉ ngày chính. Còn à, bạn nào mà dỗi dãi mà ai ở Thái Bình ấy hoặc là gần Thái Bình có thời gian đi chơi được thì sang bên Khánh Duy chơi thì à, cứ nhắn tin, nhắn tin vào phê cho Khánh Duy, Khánh Duy đón.